Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi về khu vực Thảo Điền, quận 2. Một cái khu vực mà phải nói là có một cái giá trị về cái bất động sản rất cao, cao nhất trong các cái khu vực. Và người ta đồn thổi, người ta cứ nói là Thảo Điền, quận 2 là một cái phường giàu nhất thành phố, với giá trị bất động sản rất đắt đỏ. Thế nhưng quý vị nhìn thấy trước mặt đây có những cái dãy biệt thự nó hoang tàn và hoang vắng từ hàng chục năm nay. Rồi, trước khi đi vào chi tiết tham quan khu vực này, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Một vài hình ảnh tổng hợp để quý vị và các bạn hình dung những cái dãy biệt thự có giá trị đắt đỏ, một cái khu vực mà người ta là khu vực đáng sống, một khu vực mà cái giá trị về kinh tế, nhất là về bất động sản, ngày một tăng cao. Bây giờ hiện tại có giá hàng trăm triệu đồng một mét vuông. Rồi, giờ mời quý vị và các bạn cùng đi theo Sài Gòn Camera. Hiện tại Sài Gòn Camera đang chạy trên đường Nguyễn Văn Hướng của phường Thảo Điền, quận 2, từ cầu Sài Gòn chạy vô. Và trong cái hẻm 215 Nguyễn Văn Hướng này có những cái căn biệt thự mà người ta cũng nói rất nhiều, không hiểu lý do tại sao mà người ta để hoang hóa hàng chục năm nay rồi. Nghĩa là nó hình thành từ năm 2001 lắm. 2001 thì người ta đã bắt đầu có cái dự án này rồi, mà tới thời điểm này là 2024, nghĩa là coi như cũng tròn đẹp 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi, mà có những cái dãy nhà, những cái căn biệt thự bên cạnh những căn biệt thự hoành tráng thì cũng có những cái nhà ma, nhà hoang. Đó là một cái điều mà Sài Gòn Camera cùng mời quý vị và các bạn đi tìm hiểu và một vài cái thông tin để cung cấp tới quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nói chung ở khu vực này thì thu hút nhiều cái người giàu, quý vị và các bạn. Về cái khu vực Thảo Điền này, ngày xưa thì cũng ruộng lúa canh rạch khá nhiều. Nghĩa là bước qua cầu Sài Gòn bên tay trái, quý vị và các bạn quẹo vô đây thì nó cặp theo cái bờ sông Sài Gòn. Cho nên cái vùng đất này nó cũng khá mát mẻ, cây xanh nhiều, sông ngòi canh rạch vẫn còn. Cho nên cái không khí của nó cũng trong lành và thoáng mát. Nhưng quý vị và các bạn thấy trước mặt đây có hai cái căn này quá đẹp luôn, cái cầu thang đi, cầu thang lửa đó quý vị. Đó, thì bên cạnh những cái căn nhà, những cái biệt thự của những cái cư dân khác thì ở đây có hai căn, không hiểu tại sao người ta làm xong người ta để như vậy quý vị, mình không ngờ á. Phần thô xong hết rồi, xây rồi, có một ít mảng tường cũng tô rồi. Đó, cái cầu thang này, cầu thang xin mời đó quý vị, cầu thang xin mời. Ở ngoài là coi như lên một phát là ở lầu 1, xuống dưới là cái kiểu như cái bán hầm á. Cái bán hầm á quý vị, cái để đậu xe, đậu cổ này kia đó. Bán hầm nghĩa là một nửa trên nửa dưới á. Cái này chìm xuống, âm xuống ít thôi chứ không có nhiều. Cái này chắc 1/3 hầm thôi. Đó, những cái cầu thang lượn quý vị thăm, đổ đít xong rồi. Rất đẹp, mà ngay khu vực Thảo Điền quý vị. Bây giờ ở đây như quý vị các bạn biết rồi, một cái căn nhà như thế này, đất đai như thế này có giá từ hàng chục cho tới hàng trăm tỷ. Xung quanh đây quý vị thấy không? Thì người ta cũng ở rồi, cũng cây xanh rất là nhiều luôn, cây xanh rất là nhiều. Thì ở đây này, tại vì cái cơ sở hạ tầng kết nối rất là tốt, đi miền Đông, miền Tây, ra cao tốc, đi vô trung tâm Sài Gòn rất là tốt. Rồi vị trí của nó đó thì giao thông thuận tiện, các cái chuyên gia, các cái người mà giàu có đó, người ta đổ xô về khu vực này tại vì khu này ở nó yên tĩnh, có sông Sài Gòn nó mát mẻ hơn, cây xanh xung quanh này nó nhiều, cho nên tập trung về đây rất là nhiều chuyên gia, người nước ngoài cũng như là những đại gia tập trung về phường Thảo Điền này người ta ở. Và khu vực Thảo Điền này nó hình thành trước các khu vực khác, cho nên những cái người mà có tiền, giàu có thì người ta đã tập trung về đây từ thời điểm trước. Đó, cho nên khu vực này là bây giờ là vẫn cái giá trị là cao ngất ngưỡng.
người ta chào bán cũng nhiều lắm. Lên các sàn giao dịch bất động sản thì có những cái căn nhà lên tới 170 tỷ, 180 tỷ, rồi 40-50 tỷ, rồi trên dưới 100 tỷ, ù ngay cái tiền tỷ tỷ không à, là thấy khiếp rồi. Đó, dân lao động thì không bao giờ mà nghe tới khu vực này rồi. Đó, cho nên hôm nay Sài Gòn Camera đã mời quý vị đi qua cái khu vực này thăm thăm một vòng đó, để biết được. Thì thực ra những cái dãy nhà này thì cũng cũng như là những cái dãy nhà phố các cái quận trung tâm ngoại thành thôi, cũng không không có gì khác đó. Nhưng mà giá nhà cửa đây đã ăn theo những cái khu đô thị, những khu biệt thự và những cái tiện ích đó. Cho nên cho thực ra mà đi sâu vào những cái căn nhà này thì cũng cũng không có gì là so với các khu vực khác thì cũng không gì nổi trội đó. Thì như mình đã nói, cái khu Thảo Điền hình thành trước các cái khu vực khác. Sau khi qua cầu Sài Gòn một cái là khu vực này là hình thành đầu tiên. Mình nhớ là năm 2001 là bắt đầu có những cái khu vực như thế này rồi. Những năm 90, 2000 là có rồi. Đó, quý vị thấy cây xanh nhiều không? Đó, đây là một cái dãy biệt thự này. Ôi nha. Khiếp không quý vị? Ghê gớm thiệt chứ? Ở ngày xưa thì nó rẻ quý vị ơi, ngày xưa thì nó rẻ, nhưng bây giờ nó khác rồi. Cái giá trị của nó lên theo theo năm, mà giá trị lên theo năm. Như mình đã nói, những năm 90, 2000 thì khu vực này là những cái khu cũng là ruộng ruộng dừa nước canh rạch, rồi người ta hình thành những khu dân cư đầu tiên. Cho nên là những người giàu có đó ở nội thành, người ta cảm thấy oi bức chật chội, người ta ra khu vực này và nó hình thành lên một khu nhà giàu mới mới nhất. Cho nên người ta tập trung về đây nhiều và càng ngày người ta càng nâng giá lên, càng ngày càng cái tiện ích nó sẵn có đó, tiện ích nó đầy đủ hơn, có những cái độc lạ hơn đó. Cho nên là người giàu người ta thường tập trung cái khu vực này, và hiện tại thì giá nhà cửa khu vực này cũng rất đắt đỏ so với các cái khu dân cư khác. Trước mặt quý vị đây là một dãy này, theo mình được biết thì cái nhà dãy nhà này khoảng 10 căn đó quý vị các bạn. Ở đây là nó có 20 căn, khi người ta làm dự án này có 20 căn. Và từ năm 2001 người ta đã hình thành rồi. Và phía bên tay phải là người ta bán đi 10 căn. Và dân người ta về người ta ở, làm nhà người ta ở luôn rồi. Đó. Rồi đến năm 2011, 2009 tới 2011 người ta xây 10 căn bên này để người ta bán. Đó, nghĩa là nó có 20 nền mà 10 căn bên này người ta sắp người ta bán. Nhưng mà khi xây lên thì người ta bị xây sai phép so với quy hoạch được duyệt 1/500, cho nên bị đình chỉ cho tới thời điểm này luôn, và người ta xin giấy phép lại không được. Không biết quá trình sau này sẽ xin được hay không thì bây giờ hiện tại bây giờ vẫn chưa được. Cho nên người ta không thể hoàn thành và để từ năm này qua tháng khác. Và bây giờ nó xuống cấp ha. Rồi những người từ trước đây thì những người vô gia cư người ta vô ở. Rồi những người mà lao động á, người ta xin người ta ở để cho nó có bóng người đồ này kia. Nhưng mà chỉ một hai căn thôi, còn quý vị thấy không? Nhìn nó hoang tàn thấy không? Mùa này còn đỡ quý vị, mùa kia đấy mới mới giữ, mùa kia cây cỏ nó lên. Thật sự là tiếc quý vị, tiếc. Bình quân đây bây giờ lấy bình quân khoảng 200-300 triệu mét thôi. Đó, quý vị thấy là hàng trăm tỷ đây không có ít đâu quý vị. Một cái căn nhà về vài chục tỷ ở khu vực Thảo Điền. Các bạn lên sàn giao dịch tham khảo giá là các bạn biết liền. Bây giờ đây người ta làm một trệt hai lầu này, có mái này. Đó, và thiết kế thì cái kiểu cũng nhà liền kề. Phía trước có một cái hồ bơi rồi gì hồ nước, mà ai thiết kế hồ nước ở trước nhà quý vị các bạn? Nguy hiểm. Thứ nhất là muỗi mỏng, cái thứ hai là gia đình mà có con nít đó, nó khá nguy hiểm. Đó thì từ năm 2011 đình chỉ tới bây giờ 2014 là cũng 13 năm rồi quý vị bạn, 13 năm rồi. Khiếp quá. Và đây là một trong những cái mà nó vẫn còn tồn tại ở những cái phường mà nổi tiếng là giá trị nhà cửa nó đắt đỏ. Đó.
tồn tại trong một cái quận ngay trung tâm thành phố quận 2. Đó, cho nên là mình ra đây mình thấy giống như những cái vùng ven thôi, không khác gì. Mang tiếng nửa phường Thảo Điền, nhưng ở đây là giống như một vùng ven của một cái quận ngoại thành, một cái huyện ngoại thành, hoặc là một cái tỉnh lẻ, nó cũng có những dãy nhà như này. Còn đây là ngay trung tâm quận 2. Đó thì không biết chủ đầu tư người ta đã bán được cho ai chưa, và nếu chủ đầu tư người ta khắc phục thì cũng có thể. Bây giờ thực ra những cái nhà này cái tiền xây dựng đâu bao nhiêu đó quý vị các bạn, đập luôn, xin lại giấy phép, xin lại phê duyệt lại. Đó, theo mình nghĩ vậy đó. Tại vì thực ra một cái phần thô mà đang làm giữa chừng chưa hoàn thiện như này thì cũng khoảng 3 triệu một mét vuông như nhiêu. Đó, ví dụ như vậy, một căn nhà ví dụ như chiều ngang 7, chiều sâu 10 chẳng hạn, 12 thì gì đó, 100 mét vuông. Đó, thì cũng 100 mét vuông. Căn nhà 200 mét vuông, 236 chừng 6 700 triệu cái phần thô này chứ bao nhiêu quý vị một căn. Tại vì sao? Tại vì mình nói như vậy đó là chẳng qua là mình nói là cái giá đất ở đây nó có giá trị so với cái căn nhà. Chứ đối với một người dân lao động mà có 6 700 triệu thì cũng cả một cái gia tài của họ rồi. Nhưng mà mình nghĩ mấy cái chủ đầu tư những cái doanh nghiệp mà kinh doanh bất động sản thì người ta lời lãi nó nhiều á. Đó, cho nên ví dụ bây giờ xây sai phép gì bỏ luôn, xin lại giấy phép xây dựng mới, tuân thủ theo cái quy hoạch, theo cái hồ sơ được duyệt 1/500. Đó là cái cách mà gỡ tốt nhất. Bây giờ ví dụ như nguyên dãy này đập hết, thưa quý vị ha, rồi mình xây lại từng căn, xây 2 3 căn rồi bán đi, rồi lấy tiền đó xây tiếp 2 3 căn nữa. Đó là mình nói theo cái kiểu nhà nghèo của mình á. Còn cái những chủ đầu tư người ta giàu thì người ta làm cách khác. Nhưng mà mình thấy tại sao nó tồn tại cách đây cũng mười mấy năm rồi, 13 14 năm rồi. Cho nên là thật sự hôm nay Sài Gòn Camera xuống đây và bất ngờ và cũng có một vài cái ý kiến thôi. Bạn nào có ý kiến khác thì cũng để lại những cái bình luận cho mọi người cùng tham khảo. Quý vị thấy tiếc ghê không, xuống cấp thê thảm luôn. Phía trước này có cái hồ nước này, hồ bơi, dạng như hồ bơi á. Đó, rong rêu phủ một mùa mưa nắng thôi. Cái thời tiết ở miền Nam thì các bạn thấy rồi. Đó, nó nắng tới 40 mấy độ, ba mấy 40 độ, đang nắng chang chang, mưa một một cái xuống thì không có cái vật liệu gì chịu cho nổi cái việc bạn. Đó, đang nóng vậy mà mưa xuống, cái lạnh nước mưa rồi xuống là nứt nẻ hết. Và khi mà tường nó nứt, sắt thép nó bung thì nước nó ngâm vô cái là nó phá nhanh. Đó, quý vị thân, mình thấy là những cái nhà ở xung quanh này này cũng tội, tội nghiệp cho họ. Đó, người ta mở cửa ra để nhìn một cái không khí trong lành, sạch sẽ, thoáng mát. Nhưng mà ở rồi nhìn ra đây thì ui à, bụi bặm này, rồi nhìn ra ban đêm ban đồ nhìn thấy cũng ớn hết quý vị ha. Khiếp chưa? Ui à, thật sự khủng khiếp. Và như mình đã nói đó, bước ra đây cái là nó khác nha, bước ra đây là Việt Pháp. Đây là những căn biệt thự này, người ta ở thì nó khác. Còn vô cái khu nhà hoang này, nhà ma đó quý vị thấy ghê quá. Và như mình đã nói đó, ví dụ như sai phép đình chỉ thì từ cả chục năm nay rồi. Theo mình nếu mà cái chủ đầu tư có tiềm lực, người ta bỏ luôn, người ta bỏ luôn. Hoặc bây giờ cải tạo lại thôi, xin duyệt lại rồi cải tạo lại thôi, theo đúng cái giấy phép. Bây giờ cấy cột dễ mà, mấy ông thần đèn vẫn còn dời được hết mà, anh thua gì? Ba cái cột, ba cái sàn ăn thua gì, ta cấy cột lên là ta cắt đi, ví dụ vậy. Vi phạm chỗ nào cắt bỏ chỗ đó để mà đưa cái đó vô khai thác sử dụng. Cho mình thấy cái quỹ đất là một này, cái tiền đó là hai này, trong khi nhiều người người ta rất là cần những căn nhà để người ta ở. Đó, quý vị thấy không? Ra bước ra đây cái là đúng là Thảo Điền luôn. Đó, cái cuộc sống của người dân ở đây thì nó phải nói là nó cao hơn các chỗ khác, tại vì người giàu không. Và ở đây thì người ta cũng tập trung các cái chuyên gia, người nước ngoài, người ta tới người ta ở, người ta sinh hoạt. Cho nên cũng có những cái quán xá, những cái tiện ích, những cái trung tâm thể dục thể thao, những cái phố làm đẹp. Nó tập trung về khu vực này cho nên người giàu người ta về đây. Và như mình đã nói, khu này hình thành đầu tiên của thành phố về cái việc mà quy hoạch dân cư. Cho nên là những người giàu có cái thời điểm đó người ta ra đây, và càng ngày cái giá trị nó càng nâng lên.
Và người giàu người ta tới thì đương nhiên cái cuộc sống người ta, những cái tiện ích người ta đòi hỏi. Thì khi có người có nhu cầu thì đương nhiên thị trường nó sẽ cung ứng. Đó là chuyện đương nhiên. Ví dụ như mình bán mặt hàng này, người ta tới hỏi mặt hàng kia, người ta đã không có bán, nhưng sau đó người ta sẽ đáp ứng, người ta lấy cái hàng đó về để người ta bán. Dần dà thì khu vực này quý vị thấy không? Nhìn rất là sang trọng, đẹp đẽ. Cây xanh rất nhiều luôn, mát mẻ, cặp cái sông Sài Gòn. Đó thì hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và các bạn đi về trung tâm Thảo Điền đó, để nhìn những căn nhà hoang cũng như một cái khu vực giống như vùng ven của các cái huyện ngoại thành. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Chúc quý vị và các bạn luôn khỏe, thành công và may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.